Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video chuyên hàng đầu, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm làm xe điện 4 bánh, xe máy xăng 4 bánh, 3 bánh và 2 bánh. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn tổng hợp các cái loại bánh xe được dùng trên xe điện. Mẫu vành hợp kim nhôm đúc. Mình sẽ đi giới thiệu từng mẫu một, và từ loại đắt nhất đến loại rẻ nhất, từ loại to nhất đến loại nhỏ nhất, để các bạn tham khảo và lựa chọn khi mua hàng. Ở đây với cái dòng mẫu bánh hợp kim thì bên shop chúng tôi có từ loại vành 12, vành 10, vành 8, có 3 cỡ đó. Và ở mỗi một cái cỡ đấy thì lại phân ra làm nhiều mẫu khác nhau. Bởi vì cái vành này là vành đúc cho nên người ta sẽ có nhiều mẫu khác kiểu. Thì các bạn lựa chọn và làm cái xe của mình cho nó theo hợp ý. Tất nhiên thì không phải mẫu nào lúc nào cũng có sẵn. Vì vậy các bạn khi mua hàng thì xin liên hệ trực tiếp với shop để chúng tôi thông báo về giá cả và hàng còn hay hết. Còn hiện đây thì mình xin giới thiệu để các bạn biết về các cái thông số kỹ thuật, đường kính, chiều dày và các cái lỗ ốc vừa với các loại cầu như thế nào. Mong các bạn chú ý theo dõi hết video để lựa cho mình những cái mẫu bánh nó hợp với cái xe của mình. Đầu tiên xin giới thiệu đến các bạn là ba cái mẫu bánh xe 12. Bánh này có thông số lốp là 145/70R12. Thì hiện có 3 mẫu bánh này. Thì cái bánh màu trắng này thì nó hơi khác loại một chút, tức là cái lỗ ốc này sang cái lỗ ốc này của nó là 8 cm và đo chéo là 11 cm. Đấy, các bạn lưu ý nhá, cái kích thước này là khác đấy. Còn hai cái mẫu bánh này là từ đây qua đây là 17, từ đây qua đây là 7 cm, đo chéo là 10. Bánh này cũng thế. Đường kính của một cái bánh xe như thế này là 50 cm, và chiều cao thân lốp như thế này là 14,5-15 cm. Với những cái bánh như thế này thì rất là thích hợp làm những cái dòng xe tải lớn hoặc là những cái xe mẫu xe dép đẹp. Nói chung là các bạn làm xe gì thì tự hình dung ra. Trong cái video này mình sẽ không tư vấn về chọn loại mà mình chỉ nói về các cái thông số của loại bánh thôi. Tải trọng của một cái bánh như thế này, như quả lốp này là 325 kg một bánh. Đây là mắc loát, có thể chở hơn hoặc là chở thấp hơn, nhưng đây là thông số của nhà máy ghi ra là 325, có nghĩa là một cái xe 4 bánh là sẽ được hơn 1 tấn. Đấy. Đây là 3 cái mẫu vành này. Tiếp theo mình xin giới thiệu đến cái mẫu tiếp theo, cũng mẫu R12, tức là vành 12, nhưng loại này là loại bản hẹp hơn và giá thì nó rẻ hơn.
Đây và đây trước mặt các bạn là ba mẫu bánh vành R12. Vành rất là đẹp, không thua gì những cái dòng xe thương hiệu nổi tiếng. Đầu tiên cái đến là nói đến cái bánh này. Bánh này có thông số lốp là 412. Đường kính của cái lốp này là 50 cm. Và cái chiều dày thân lốp này là 11 cm. Cái bánh này, tất cả ba cái mẫu bánh này thì đều có cái kích thước lỗ ở tim này là từ lỗ lọ sang lỗ kia 7 cm và đo chéo là 10 cm, phù hợp với tất cả các loại cầu của bên xe điện motor điện đang bán. Mình xin thông báo, mình xin có một cái chú ý là tất cả các cái loại bánh xe của bên mình bán ra thì phù hợp với các cái loại phụ tùng như cầu trục bên mình là phù hợp hết, cho nên các bạn cứ việc lựa chọn. Cầu của bên mình thường là chéo 7 và vuông 10, là các cái đấy là một cái tiêu chuẩn, chưa không có loại nào là vuông 8 và chéo 11 cả. Cho nên các bạn cứ lựa chọn những cái mẫu bánh nào mà vuông 7 chéo 10 là lắp được tất cả các loại cầu bên mình đang bán ra hiện nay của dòng cầu 4 ốc. Tiếp theo đến hai cái mẫu bánh. Bánh này là bánh 125/65 R12. Đây cũng thế, 125/65 R12. Nó còn một loại nữa là 125/50 R12. Thì cái mẫu bánh này có đường kính là 48 cm. Mẫu này cũng thế, 48 cm. Và cái chiều dày thân lốp của nó là 12,5 cm. Hai cái mẫu lốp này thì đều có tải trọng là 250 kg trên một bánh, mắc loát 250 kg. Thì một trong hai mẫu này thì giá tiền là bằng nhau. Đấy. Còn cái bánh 400/12 này thì có tải trọng là 290 kg trên một bánh. Đấy các bạn nhìn nhé, thằng này trông vậy thôi nhưng mà cái sức tải của nó lại lớn hơn. Đấy. Như cái mẫu bánh này thì mình đang bán với giá là 950.000 đồng. Đấy, còn hai mẫu bánh này là giá 1.300.000 đồng một bánh. Trên đấy là vậy, như là tổng vậy là có 6 loại bánh R12. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu về các cái mẫu bánh R10 có đường kính nhỏ hơn một chút và giá cũng sẽ rẻ hơn. Tiếp theo đây thì mình xin giới thiệu về 4 cái mẫu bánh R10 lần lượt. Có hai cái mẫu phía bên ngoài này là mẫu 400/10. Mẫu này có thể lắp được cho các cái dòng lốp 300/10, 350/10 và 400/10. Các bạn lưu ý nhé, có thể lắp được cho 3 loại 300/10. Nó hơi rộng một tí, nói chung là lên lắp từ 350/10 và đến 400/10. Hai cái mẫu này có thể lắp được từ 350/10 đến 400/10.
hai cái mẫu bánh này đang được sử dụng cái lốp 400-10 có cái đường kính là 46 cm và chiều dày thân lốp là 10 cm. Cái sức tải của cái mẫu bánh này là 280 kg một bánh, rất là khỏe, anh em làm xe và rất là đẹp là khỏe đấy. Tiếp theo là mình xin giới thiệu đến cái mẫu bánh nữa là mẫu 450-10 này và mẫu 135/90 R10 tức là R10. Thì đầu tiên nói đến cái mẫu này, mẫu này là mẫu 450-10. Mẫu này có đường kính bánh là 48 cm, chiều dày thân lốp là 11 cm. Bánh này có tải trọng là 280 kg, mắc loát 280 kg đấy, rất là đẹp. Tiếp theo đến là cái dòng bánh 135/90-10. Thì cái bánh này cũng có đường kính là 48 cm. Riêng cái mẫu này thì cái chiều dày lốp là 13 cm, rất là đẹp. Và tải trọng của cái bánh này thì nó lên đến 389 kg, 387 kg. Bánh này là bánh đắt tiền. Trên thị trường hiện nay thì cái mẫu vành này là cũng có một số nơi đã bán. Và cái lốp thì nó không phải là lốp này. Các bạn muốn biết lốp đắt rẻ thì xin lưu ý về các cái cân lăng, mắc loát của lốp. Cái lốp này rất là bền. Tải của nó lên đến 387 kg. Trong khi cái mẫu bánh này chỉ có 280 kg. Và tất nhiên là giá thành thì nó khác nhau. Mẫu bánh này thì vành nó khác, lốp khác, nhưng mà tải cũng 280 kg. Đấy, mẫu này thì chỉ có, hiện mình đang bán với giá là 840.000 đồng một bánh. Bánh này là 950.000 đồng một bánh. Còn bánh này là 1.1 triệu một bánh. Đây là các cái mẫu bánh R10. Và cuối cùng thì mình xin giới thiệu đến cái mẫu bánh R8. R8 này thì nó không có nhiều lựa chọn. Đây là mẫu R8. Mẫu này thì thường được sử dụng trên những cái dòng xe lăn, xe điện cỡ nhỏ, đường kính của nó là 35 cm và sức tải của một bánh là 135 kg. Những cái dòng này chỉ phù hợp làm cho những cái xe mini cỡ nhỏ, 4 bánh cỡ nhỏ, hoặc là xe 3 bánh cho người khuyết tật, cho người già, rất là đẹp. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ số điện thoại 0983818955. Ở video ngày sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả các cái mẫu bánh vành sắt. Hôm nay chỉ giới thiệu các cái mẫu bánh vành nhôm hợp kim. Nếu thấy video của mình hay, các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Hãy ấn like, share và comment. Ấn biểu tượng chuông để thông nhận được video mới ngay khi có video mới ra. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.